Xin chào cả nhà, hôm nay Phượng đi chợ mua một cái con gà này nè cô chú anh chị. Con gà này là 13 euro, dắt khoảng 300 ngàn tiền Việt Nam ha cô chú anh chị. Phượng mới làm sạch, rồi Phượng để hồi Phượng hấp với tỏi với cái này tôi cái hà rau cần á cô chú anh chị. Rau cần ở bên Pháp này nó bự bự như vậy nè cô chú anh chị, với một chút xả xả ở bên Pháp á, một ký tới 500 ngàn tiền Việt Nam lận cô chú anh chị. Nên làm tiết kiệm, xả trong đông đá có mấy cọng thôi, không làm gì không có giống như ở Việt Nam ha cô chú anh chị. Hồi nó Phượng hấp hấp tỏi với tỏi xả cho nó thơm em cô chú anh chị. Phượng quay lại chia sẻ cô chú anh chị và các bạn xem chơi. Cô chú anh chị bây giờ Phượng để vô cái nồi hấp này nè cô chú anh chị. Phượng để vô hành, mấy cọng hành nè cô chú anh chị, hành, rau cần với xả. Xả Phượng lót ở dưới cho nó bốc lên mùi thơm em cô chú anh chị. Rồi tỏi nè. Phượng xin chào cả nhà, hôm nay Phượng nấu cái gà hấp tỏi với hành với hành với cái rau cần tây á cô chú anh chị. Phượng quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui, giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi vất vả ha cô chú anh chị. Phụ mời cô chú anh chị ăn một miếng gan gà chấm với muối ớt. Cũng ngon không cô chú anh chị? Lời chúc cầu xin trời cho tất cả các sức khỏe được theo thời gian. Inshallah. Cái này trái ô liu quá cô chú anh chị, ngâm mặn mặn. Cô chú anh chị, cái kênh của Phượng đó, trước khi mà Phượng mở cái kênh đó, Phượng để cuộc sống đơn giản vui vẻ. Thì có nhiều người bạn ở bên nước ngoài thì người ta nói tên nó dài quá, với người ta không có biết đánh dấu của tiếng Việt đó cô chú anh chị. Nên Phượng đổi lại cái Phượng Phương Vlog. Phương Vlog thì hả, mở lên thì nhiều người quá, trùng với nhiều tên quá ha cô chú anh chị, nên Phượng mới đổi lại tên kênh là Phương Paris, không có dấu ha cô chú anh chị, dễ cho những người bạn nước ngoài người ta đăng ký kênh của Phượng, và cũng dễ cho cô chú anh chị ở Việt Nam đăng ký kênh của Phượng. Cô chú anh chị và các bạn xem kênh Phương Paris, hãy cho Phượng một cái tay đi, một cái like và một cái bình luận và một cái đăng ký kênh hơn cô chú anh chị, để cho Phượng có động lực video tiếp theo hay hơn, vui hơn và gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem. Xé đùi ra đây thịt gà. Ăn qua câu ngon. Phượng mời cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị thì Phượng ăn thì ăn bằng tay đi, không cô chú anh chị. Người Việt Nam mình thì ăn bằng tay đi. Giống như trong gia đình ha cô chú anh chị, đừng có con rất cười Phượng không.
Phượng thích ăn cái gì? Ăn bằng tay, ăn tự nhiên nó ngon hơn hay cho chú anh chị? Gà hấp giống vậy nó thịt gà nó còn ngọt hơn chú anh chị. Cô chú anh chị hôm nay có dùng cơm chưa? Cô chú anh chị hôm nay dùng món gì? Chúc cho cả nhà dùng cơm ngon miệng, hạnh phúc, bình an bên gia đình của mình. Dưa leo rất là giòn cô chú anh chị. Phượng rất thích ăn cái lá rau cần cô chú anh chị. Nó ăn lá rau cần á mình giảm mỡ trong máu gì đó biết phải không? Mình ăn đại đi. Ngon. Bây giờ bên Pháp á cô chú anh chị, bây giờ vô mùa lạnh rồi, ngày mai là có thể có tiết rồi cô chú anh chị. Chừng nào có tiết rơi á Phượng sẽ quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị xem chơi cho vui. Ở bên Pháp thì ha lúc nào cũng lạ nóng, chỉ có 2 tháng mấy 3 tháng thôi cô chú anh chị, còn bao nhiêu tháng thì bắt đầu lạnh. Kìa lấy dao kìa gấp. Bao nhiêu tháng thì lạnh nha cô chú anh chị. Còn ở bên ở Phượng thì thích ở Việt Nam á cô chú anh chị. Ở Việt Nam lúc nào cũng là nắng em cô chú anh chị. Chiều chiều buồn buồn đi ra ngoài ngồi uống nước mía, uống cà phê, ngắm xe chạy qua lại. Còn bên Pháp là không có đi làm thì ở nhà thôi cô chú anh chị, không có ngắm cái gì được trơn. Phượng thì thích đời sống ở bên Việt Nam hơn. Cô chú anh chị thì người nào cũng vậy, mình yêu quê hương đất nước của mình. Từ nhỏ mình sinh lên nha cô chú anh chị. Từ nhỏ tới lớn mình sinh ra và lớn lên thì mình có nhiều kỷ niệm đẹp. Nhiều kỷ niệm lúc mà mình còn đi học, bạn bè đi học. Bây giờ mấy đứa bạn của Phượng ai cũng có gia đình, có con hết rồi, nên cũng ít gặp mặt, chỉ có lâu lâu gặp mặt Facebook chào hỏi chơi cho vui. Cô chú anh chị nào có rượu tây đó cô chú anh chị, rượu mạnh, rượu nho, rượu nào đó Phượng có chụp hình trên cái Facebook của Phượng á, Thạch Thị Phượng Facebook của Phượng. Phượng có hai Facebook, một cái Facebook cái họ Mogamadu Thị Phượng và một cái Facebook Thạch Thị Phượng. Cô chú anh chị nào có nhã ý muốn mua rượu đó, Phượng sẽ mua về bán lại cho cô chú anh chị với một cái giá cũng rẻ hơn ở Sài Gòn bán nha cô chú anh chị. Và phấn son mỹ phẩm
Phượng là phụ nữ cũng thích làm đẹp. Tuy mình không được đẹp nhưng mà mình cũng thích đẹp ha cô chú anh chị. Không ai mà tước được cái quyền thích làm đẹp của người phụ nữ ha cô chú anh chị. Nên Phượng cũng thích làm đẹp, nên Phượng sẽ bán những mỹ phẩm làm đẹp cho các bạn gái, cho cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị xem ủng hộ, đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè cô chú anh chị biết đến kênh của Phượng. Phượng xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Phượng vô mùa lạnh nó bị hơi muốn bị sổ mũi đó cô chú anh chị. Trái tomato bi. Phượng cũng đợi đến khi mở máy bay trở lại Phượng sẽ về Việt Nam nha cô chú anh chị. Rồi Phượng sẽ bán mỹ phẩm luôn, Phượng sẽ mua mỹ phẩm sách tay, hàng sách tay của Pháp về bán cho cô chú anh chị ở Việt Nam. Cô chú anh chị ủng hộ cho Phượng ha, để Phượng có tiền mua sữa cho con. Cô chú anh chị ơi, ở bên Pháp á cũng cực khổ lắm cô chú anh chị ơi, không có cái gì vui. Đi làm mấy mùa lạnh đó cô chú anh chị, đứng ra ở ngoài làm một ngày 8 tiếng cũng cực khổ lắm cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị thương lòng ủng hộ kênh, đăng ký kênh dùm Phượng ha cô chú anh chị, để kênh Phượng mau phát triển. Phượng cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới. Mùa này bắt đầu trời lạnh nên không trời tối cô chú anh chị, không có nắng, quay video nó như nó không có được sáng hay gì á. Nếu mà video của Phượng không được sáng cũng mong cô chú anh chị thông cảm bỏ qua cho Phượng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị, cái kênh Phương Paris đó cô chú anh chị, Phượng có chia sẻ qua cái đường link Facebook của Phượng đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem trong cái đường link Facebook á, khi mà cô chú anh chị đăng ký kênh đó mà nó trong cái điện thoại nó đòi cái mật khẩu của cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị không nhớ mật khẩu của cô chú anh chị á, thì cô chú anh chị thoát ra bên Facebook, cô chú anh chị trở ra cái bên YouTube đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị bấm tên kênh Phương Vlog thì nó sẽ nổi lên cái kênh của Phượng. Thì cô chú anh chị bấm chữ đăng ký kênh,
và bấm vô cái quả chuông thứ nhất dùm cho Phượng hay cô chú anh chị. Khi mà Phượng ra video thì cô chú anh chị sẽ nhận được video sớm nhất, coi trước nhất hay cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Cô chú anh chị, video của Phượng đến đây đã kết thúc. Phượng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Phượng. Phượng xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào.